ơi, chơi đến khi nào chọn ra hai người chiến thắng. Đây là một cái loa Bluetooth và một cái tai nghe Bluetooth, okay. Và thêm đó là mỗi người thêm 5.000 nữa. Đấy. Ok, hello, chào các bạn nhá. Ok, hôm nay chào mừng các bạn đến với kênh Team Huyền Thoại Châu Phi. Hôm nay vẫn là có một cái trò chơi cho anh em Team Huyền Thoại chơi nha mọi người ơi. Trò này thì mình thấy khá là hay, bên Ấn Độ chơi rất là nhiều. Đó là sẽ vẽ một cái vòng tròn như thế này này. Đấy, vẽ một vòng tròn như thế này. Là sau rồi là sẽ có người chơi là đứng ở trong trong cái phạm vi này thôi. Đấy, khi tiếng còi thổi lên thì phải thả tay này Lindo nhá. Thả tay trái này để cho bạn sao bắt cái cọc này. Và Lindo bắt cái cọc trước. Đấy, ai mà bắt trật cọc thì sẽ ra ngoài, còn ai bắt được thì sẽ tiếp tục chơi. Chơi đến khi nào chọn ra hai người chiến thắng. Đây là một cái loa Bluetooth và một cái tai nghe Bluetooth. Đấy, sẽ chia cho hai người thắng, okay. Và thêm đó là mỗi người thêm 5.000 nữa. Đấy. Qua đẳng cấp. Đây, đôi peso ga nha, né? Sí. Cada uma. Mai single bao. Dạ, mai cada single bao. Dạ. Rồi, ok, bây giờ là anh em đã hiểu luật chơi hết rồi. Thì bây giờ thử cái nhá. Để thử cái nhá. Thử cái như nào nhá. Nghe tiếng còi đây này. Cái này này. Thử nhá. Đây là thử thôi. Thử thôi nhá. Thôi. Đấy. Ôi trời. Rồi ok, ok nhá. Rồi ok chưa? Ok rồi. Rồi chưa. Cái trò chơi này ấy, càng ít người càng khó chơi. Đấy. Poco peso. Mai difícil mundo. So fica doi. Quanto tere fica un lado y corre rápido. Rồi, trò chơi này rất là hay nha mọi người. Thì chờ một tí để cho Đức Anh bay flycam lên đã. Thử không? Có thử lại lần nữa không? Không, không thử đâu, không thử nữa. Thử không? Rồi, không chơi được, không chơi được. Để xem. Để chơi. Để tí nữa, để tí nữa. Bây giờ mà chơi là các anh em học. Mấy anh em đang loạn lắm. Ok nha mọi người. Đấy thì Flycam đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Và đội Mingu sẽ ở góc bên đối diện các bạn đấy nhá. Và Đức Anh sẽ ở đây. Rồi bây giờ chơi này. Nha. Tao biết ngay mà kiểu gì ăn đi ăn nữa. Đây đi ra, em đi ra, em đi ra, ok. David đi về. Thôi, 2, 4, 6 người. Đấy, vẫn phải loại 4 người nữa nha mọi người ơi. Ý, trời.
Ra ngoài rồi, ra ngoài rồi, ra ngoài rồi. Ra ngoài rồi, ra ngoài rồi, ra ngoài rồi. Ra ngoài rồi, ra ngoài rồi, ra ngoài rồi. Rồi, 2, 4, 5, 5 người. 3, 5 người, 5 người, 5 người. Ông này. Rồi, 2 người tiếp. Giờ ông nào nhanh ông ấy thắng này. Ô, anh Tony mà chân đau thế mà vẫn chạy được nhanh nha. Ôi à. Ôi, giờ Sofika đôi ấy. Đôi bẹt đê ấy. Dạ. Được chưa nào? À, để cho bán đi. Cho bán đi. Cô về xa đây, cô về xa bé. Ok chưa? Yeah! Ha! Ê mày rớt chưa? Rớt chưa? Rớt chưa? À chưa? Đây. Nào, đi ra ngoài. Ra phòng nào đúng không? Ra phòng nào thôi. Đúng rồi, đi ra ngoài. Ba. Số mà. Sí, corre. Để mình đi về. Rồi, ba người nữa nha mọi người. Hay nhỉ? Trò này nhanh nhỉ? Giờ phải chia chứ. Chia chứ. Thôi. Phải ghi. Đây, phải. Đây rồi, ba người nữa này. Rồi. Cái này ai chạy nhanh thì được cái này. À. Nếu mà tu được bệt đê thì phải repeat. Repeat lại. Rồi. À, đây đi, đây đi, đây đi. Rồi. Rồi, ok nha. Esse vai malhar, vai para o Rio fora. Olha, repete. Ele vai pegar. Quanto vai chegar aqui? Não, ele corre, vai bem. Rồi, ok, chơi lại. Ủa đứa tư mày. Tư ra ngoài. Ui. Giá sao không? Ra ngoài. Rồi, để mình đi bay đi. Để mình đi bay đi. Để mình đi bay, lên đồ này, tụ đồ đi. Rồi. Trời ơi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Ra chưa? Ra chưa? À, rớt chưa? Rớt chưa? Chưa? Tôi đủ vay công về xa để mình đi bè. Công về xa cô đủ bù, vay dô của bè. Linh đồ bỏ xa quá. Linh đồ. Vậy để mình đi bay đi. Đây, ra ngoài. Linh đồ bỏ xa quá. Ah! 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 Ah!
Hả? Cái đó số cái gì? Đến chưa? Chưa. Đủ sao? Năm cái số cái gì? Năm cái. Hả? Kêu mà. Năm cái yêu tôi đủ. Năm cái. Số cái gì? Tay camera đi. Hả? Em mu? Em mu chơi game. Rồi, bốn người. DVD bay nha. Em chơi. DVD bay đi. Rồi giờ mà hai người mà rớt ấy không được, bây giờ cái này xa quá nè, xa quá nè, lùi lại đây, rồi lùi lại đây thẳng đi, lùi lại đây thẳng đi, rồi lên đầu rồi đi, cho thẳng đi, đây đây, ra đây này, đó, rồi ok, bây giờ nhá, áo của ta đôi bệt đê đôi bệt gà, gà nhà. Vào mẹ. Vẫn là ba người các bạn ơi. Vẫn là ba người. Chưa được. Đây. À. Nhanh lên. Thôi, ba người này. Ba người cuối cùng này. Giờ mà không được nữa thì thôi, tí nữa phải lấy ba người thắng thôi mọi người nhá. Ây da, Tết thì cứu mày à. Thôi. Thôi, anh ta vào cô ra, lên vào tận lên bên xô cái nha. Ba người thắng nha. Ok. Hả? Tận lên bên xô cái nha. Sí, señor. Hả? Ờ, chơi lại. Thôi, bye, tận lên bên xô cái nha. Xô tên là bên xô cái nha. Bom. Mai un culuna, mai un culuna, mai cinco pau. Sí. ¿Ya? Sí. Okay. Sí. Ya cinco. Cinco. Okay, bây giờ là tiếp tục series 3 nha mọi người. Đấy vẫn chưa tìm ra người chiến thắng. Luật chơi là sẽ đổi lại nha mọi người ơi. Thì sẽ lấy ra 3 người chiến thắng. Rồi giờ sẽ tìm ra 3 người chiến thắng nha mọi người. Đấy. Phần tưởng là sẽ cho thêm một người nữa, tại vì hai người thì sẽ ít quá, nên là sẽ ba người. Ok. Vai bora. Ơi, thua rồi thì ra đi. Thầy lên đồ chơi lại cái đây, đây sao ra đi xa nữa. Ai? Ó. Que? Quatro. Vai embora, rápido. Oi, anda o que o vale. Mati lo kayu ya? Ah? Kayu kamera telah. Vai bola. Show qua tu rồi. Vai để mình đi bay. Lindo chơi đẹp đi. Sang đây. Tony. Đúng rồi. Chơi phải đều nhau. Khoan từ từ. Lindo sang bên này một tí. Xem nào. Rồi, đây xa. Rồi, ok. Hả? Lại đi thay à? Đây, vị trí này mới đúng này. Đây này. Đây này. Rồi, chỉ có. Đây. Rồi, đây xa. Now pick up my ball. Rồi. Rồi, chúng ta bắt cả,
Bây giờ chỉ có một người bẹt đê là ba người ra nha. Đấy. Ê! Sơ Eli, một người. Rồi, bật xoa nha mọi người. Đây đây đây, bật xoa. Đây, một người chiến thắng, Phải tìm ra hai người là một người nữa. Bây giờ chờ như nào? Chỉ có một người thôi. Bánh đó như lại. Hả? Ba anh hồi nãy chơi lại. Lại chơi lại thế mà. Không, ba anh thôi, ba anh cuối. Ok, này đi em ơi. Con đi về, con đi về. Nước là gặp lại Sư Phạm. Cũng được, cũng được. Cô gái ơi. Nước rồi, bẹt đê rồi là không chơi lại nữa. Ừ, ra cả nhà. Ờ, vô xin ra cả nhà thôi. Xì. Hả? Hôm nay đấy đâu game này. Ờ là, không, bẹt rớt rồi, bẹt đê rồi, ra ngoài đi. Bẹt đê rồi. À, bẹt đê rồi. Thôi, bây giờ là phần thưởng là của ấy thôi. Đây. Của bật xoa. Ok. Ok. Obrigado. Ok nha mọi người. Mọi người xem có trò gì nữa thì comment để cho anh em mình xem có trò nào hay thì anh em mình sẽ cho team huyền thoại chơi. Đấy. Đây là những gương mặt thua cuộc. Đây là những gương mặt thua cuộc. Ê giời. Tút đồ điền là. Rồi, ok, chào các bạn đi.